Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc tại Cục Thuế tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành có liên quan. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh báo cáo kết quả công tác thuế 11 tháng và nhiệm vụ giải pháp công tác thuế tháng 12 năm 2020. Tính đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành thuế quản lý trên địa bàn tỉnh thu được trên 11.000 tỷ đồng, vượt 4,5% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019. Trừ tiền sử dụng đất, thu ngân sách nhà nước được trên 7.400 tỷ đồng, đạt 87,7% dự toán, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2019. Về tổng thể, có 8 trên 15 khoản thu sắc thuế đạt trên 92% dự toán và tăng so với cùng kỳ. Tiếp đó, đại diện lãnh đạo các ngành chức năng phát biểu làm rõ hơn về việc phối hợp với ngành thuế trong công tác thu ngân sách nhà nước, việc xử lý nợ thuế, trốn thuế, những giải pháp tháo gỡ khó khăn để thực hiện hiệu quả công tác quản lý thuế, tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ nhấn mạnh, kết quả thu ngân sách nhà nước những năm gần đây đạt cao, thể hiện tỉnh phát triển đúng định hướng về đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp thương mại dịch vụ. Từ năm 2017 đến nay, tỉnh được giao tự cân đối thu chi ngân sách, có điều tiết một phần về trung ương, ngành thuế cùng các ngành chức năng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Kết quả, thu ngân sách nhà nước trong 11 tháng năm 2020 về tổng thể đạt và vượt dự toán, nhưng chưa hoàn thành toàn diện về cơ cấu các khoản thu sắc thuế. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, ngành thuế tỉnh cần thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như phổ biến quán triệt trong toàn ngành về trách nhiệm thực hiện toàn diện dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Cục Thuế tỉnh cùng các ngành chức năng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng đề án về thu chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Trong tình hình hiện nay, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Cục Thuế tỉnh cần xây dựng kịch bản thu ngân sách nhà nước, vận dụng linh hoạt các giải pháp về quản lý thuế, đồng thời làm tốt công tác dự báo với lãnh đạo tỉnh để công tác điều hành ngân sách phù hợp với tình hình thực tế. Ngành thuế phối hợp với ngành chức năng các địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp chống thất thu quyết liệt trong công tác thu hồi nợ đọng thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Xác định đây là một nhiệm vụ bắt buộc và đây là một trong những nhiệm vụ để dần dần hình thành cái thương hiệu của tỉnh Hưng Yên. Từng đơn vị, từng doanh nghiệp thì phải có đồng chí lãnh đạo chi cục chịu trách nhiệm, có đồng chí cán bộ thuế chịu trách nhiệm, chứ chúng ta không phải nói chung chung. Giao nhiệm vụ theo địa bàn, giao nhiệm vụ cho cá nhân, giao nhiệm vụ cho tập thể cụ thể. Thì như các đồng chí nêu đấy, chống thất thu, chống sai sót, chống vi phạm, rồi đề xuất những và mình chủ động thực hiện những cái giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, quan tâm tới công tác khen thưởng. Cùng với đó, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ yêu cầu ngành thuế cần tổ chức tốt các chương trình đối thoại với người nộp thuế, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.